bật lửa lip arm, nhôm khối lip arm, bật lửa nhôm khối lip arm của Pháp. Hàng Pháp cầm rất là chất nha, rất là đầm tay luôn. Em cũng không biết diễn tả sao nhưng mà nó rất là chất. Nó sao ta cũng biết nó sao nhưng mà nó chất lắm, nó đậm chất cổ điển mà. Nó nhìn phát là biết mình xài đồ cổ rồi. Cần phải nói nhiều ha, nhìn phát mọc nó nè. Cái này cây ami nè. Đó. Cái này cây ami ha. Bật cho mình cả nhìn nè. Nhìn cần lip arm của nó này. Trời ơi nó chất, nó dày cui luôn, rất là chất mà. Cái này của hãng Ami á. Chất ha. Bánh xe hai bánh xe luôn nè, hai bánh xe. Cần lip arm của nó chất ghê chưa? Chụp lại sang rời luôn nè. Chất ghê ha. Đã ghê luôn. Phê. Phê chữ E kéo dài. Đó. Nó chỉ có hơi trầy cái lớp phủ bóng bên ngoài một chút xíu thôi, lớp 2K của nó chút xíu thôi. Đó. Chất ha. Kích cỡ sao với có thuốc cho mình vậy, nhưng mà đây chất lắm anh nào mà không thích đồ cổ á, đừng có bỏ qua cái này, nó rất là chất. Em cũng không biết diễn tả sao tại vì em bị hạn chế ngôn ngữ á, nhưng mà nó chất nè. Nhìn cái chỗ bật lên của nó này đó, thấy không, nhìn nó lửa của nó, cái này nó chất lắm. Ném một cái người ta ấy đầu á, nó chất lắm. Nhung khối mà nó đầm tay, nó nhìn nó cổ mà nó hay lắm kìa, nhìn nó cổ quái lắm. Bật lửa lip arm siêu mini móc khóa Nhật nha anh. Nó là dòng móc khóa nó siêu mi, nó chỉ nhỏ bằng một lóng tay của em thôi. Đây là ngón tay của em, đây là cái quẹt bỏ vô, nó chỉ bằng một lóng tay của em, ngón tay em rất là nhỏ nha anh. Nhưng mà nó làm rất cầu kỳ nha. Bánh xe là phải hai bánh xe, chụp đậy xăng này, chụp đậy bánh đá và ốc đá, khuyên gắn chìa khóa. Chất liệu của nó là đồng mạ chrome. Đó, trắng trắng này không phải inox nha, quẹt không quẹt xưa em chưa thấy cây nào là inox hết cả. Nó là thường là sắt hoặc đồng mạ chrome hoặc chất liệu thép hay gang hay hay là bằng phíp. Đó, phíp là một chất liệu nhựa nhựa mà giữ như nhựa giữ nhiệt, nhựa chống nhiệt đó. Đó là em thấy đa số là như vậy chứ còn em chưa thấy cây nào là bằng bằng inox hết. Cho nên đừng có hỏi em thấy trắng trắng vậy tưởng inox nô nha, nó là đồng mạ chrome, có chỗ khứa khứa này trừa cho anh bọc da. Nếu mà anh thích bọc da thì nói em một tiếng em cho miếng da về bọc, không thì cứ để vậy ha, tại vì cái này không, nó chỉ để ra như vậy cho người dùng bọc thôi, còn có bọc hay không tùy ý mình ha. Mọc của nó nằm ở đây nè, đó nó nhỏ bằng một lóng tay của em thôi nha, xài xăng đá Zippo rất là độc. Bật lửa lip arm nhôm khối lip arm Mỹ, cái này làm rất có tâm, có chắn gió nha. Đó, rồi lại lên lửa luôn, có chắn gió nè, thấy không, làm cái cần như vậy để cho anh dễ bật. Lip arm là cánh tay đưa lên, rồi là lên lửa ha. Đó, cái này của hãng nha, đây của hãng nè, nó có mộc luôn nè. Thường thường mấy cái dòng nhôm khối này là hàng thủ công, không có mộc đâu, mấy cái này là của hãng rất là hiếm, nó có mộc luôn ha, mộc và xà hai ốc luôn. Đó. Lip arm cái này còn lớp 2K luôn nè, dáng nó cao lắm anh. Cây này dáng cao sang đó, cao sang, nhưng mà nó có hơi trầy như vậy nè. Biết sao trầy không, chắc thằng điên nào nó lấy đồ nó cạy xem là có đúng là nhôm khối nhôm đúc không hay sao á, cho nên nó mới trầy mấy xíu như vậy nè đó. Nhưng mà nó còn lớp 2K luôn. Đã lắm, cây này sang, kích cỡ sau với thuốc cho mình dễ hình dung, cây này cao sang quyền quý. Bật lửa lip âm Pháp, cái dáng cây lip âm này cao nha anh, cao. Thường cái lip âm nó chỉ lùng bằng 2/3 cái này thôi, nhưng mà cái này dáng nó nhỏ bên hông nhưng mà nó cao, dáng cây này rất là thanh mảnh. Cần của nó nè, cần 30 đó, mình bật lên mình cảm giác mình rất là phong cách đó. Đã ha. Cái này là nó kết hợp tùm lum hết, nó kết hợp vừa đồng vừa nhôm, cho nên là ở trên cần nó bằng nhôm nè đó. Vừa đồng vừa nhôm cho nên là nó không có nặng, nó nhẹ, xài nó không có bị nặng túi bánh xe kép nè, bánh xe 30 là bánh xe kép nè. Mọc của nó nằm ở trên đây nè đó, anh nào muốn biết thông tin thì cứ đánh mọc nó vô là nó ra nha đó, khỏi cần em phải nói nhiều. Nó xài xăng đá Zippo ha, tuổi cây này sâu á, mấy cái clip am của Pháp tuổi sâu lắm, đã lắm. Để em chụp tấm hình luôn ha. À, so với cái thuốc đi. Đây, so với cái thuốc cho mình dễ hình dung cái độ cao, cái độ thanh mảnh của nó ha. Đây.
đó, cái độ cao của nó là nó cao nhưng mà nó nhỏ mà nó nhỏ nhưng mà nó cao đó, cho nên nhìn nó rất là thanh mảnh. Nó có hơi cứng nhẹ 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 chút xíu nha, nó hơi cứng nhẹ nha. Đó, xưa tại vì tụi cái hàng thằng Pháp á, tụi nó sâu lắm cho nên nó cứng hay nó gì đó là bình thường á, cứng cụ móp gì đó là bình thường ha. Cái này nó có hơi cứng nhẹ. Để em tắt máy, em chụp hình. Cái này đẹp quá, cái này nó độc độc quá. Ật lựa cối Pháp, chất liệu đồng của Pháp hồi xưa nhìn đẹp ha. Mấy cái dòng cối nhỏ này mà anh nhớ chỉnh cái khoảng cách với tim với bánh đá là xa nha, để nó ăn được cái tia đá này, nó ăn được cái tia đá đó. Mấy cái này là không ai hướng dẫn cho anh đâu, mấy cái này là phải có kinh nghiệm mới biết được đó. Để nó gần quá nó cũng không có ăn được tia đá đâu đó. Kiểu dáng nó độc ha, rất là độc, kiểu dáng rất là độc luôn. Cây này là cây 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 cối Pháp mà nó thuộc dòng trên, nó thuộc dòng À, dòng thủ công á, kiểu dáng độc lạ ha, chất lắm, cầm nó rất là chất. Đó, đẹp ha, đồng xưa đẹp thiệt, đẹp xuất sắc. À, so với thuốc cho mình dễ hình dung nó bằng hai lóng tay của em á. Đây tay của em nhỏ xíu à, nó bằng hơn hai lóng tay em chút xíu này, cũng dài á, nó hơn hai lóng tay em chút xíu. Tay em nhỏ nhưng mà nó dài á, nó hơn hai lóng tay em chút xíu. Đây nó bằng hai phần gói thuốc. Nói vậy cho dễ hình dung đó, đó là bằng hai phần gói thuốc nè. Đó đẹp lắm, bật lửa cối Nhật. Cái này chấp gió nha anh, cái này thì lâu lâu em cũng có săn được cho nên mấy anh nhìn mấy anh biết rồi ha. Người lính bắn súng ổ nón cối đó. Con này còn lớp 2K luôn, rất là đẹp, cái màu đồng xưa nhìn nó đẹp hơn mấy cái đồ bây giờ ha. Đó, ốc này có chìa khóa luôn ha, cối Nhật. Cối Nhật á, nó không có đánh mộc, có con không, nhưng mà nó không đánh mộc, tại vì cối Nhật với cối 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 Mỹ nhìn là biết, là nhìn cái bánh xe nó biết liền à. Cái này cối Nhật nha. Em chưa châm xăng. Chấp rồi loại gió, em chưa có châm xăng mà nó lửa nó mạnh vậy đó, em chỉ chích miếng xăng thôi mà lửa nó chấp loại mọi loại gió là mình biết rồi ha. Cái màu đồng hồi xưa nhìn đẹp ha. Đó, cái này còn rất là đẹp. Rồi lính bắt súng đội nón cối, có chăn gió, có chỗ treo chìa khóa luôn, quá tiện lợi. Bật lửa Rinsler Nhật, cái này là cây phong nhỏ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh nào mà thích nhỏ gọn thì lấy nó ha. Đó, Rinsler, hãng Rinsler Omega với lại bên cũng là rất là nổi tiếng của Nhật á, mấy cái hãng này nổi tiếng lắm cho nên cũng không biết quảng cáo cái gì. Đây là cây phong nhỏ hàng Rinsler này rất là nổi tiếng nha, nó là hàng thương hiệu của Nhật á. Đó, kích cỡ so với cái thuốc cho mình dễ hình dung, mình bỏ vô cái thuốc được luôn. Đây là cây phong nhỏ nha, dòng này nó có phong to và phong nhỏ, đây là cây phong nhỏ. Anh nào mà có thích có một cái bật lửa nhỏ gọn, giữ xăng lâu, đồ cổ và thêm một tiêu chí nữa rẻ thì lấy nó. Nó là dòng cổ cao cho nên nó rất là men, nhưng mà giá nó siêu rẻ nha, rất rẻ. Bật lửa cối sinh tồn đó. Những anh mà ít 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 nghiên cứu về bật lửa sẽ không biết những dòng này. Dòng này là bật lửa cối sinh tồn của Famidor Pháp. Famidor này rất là nổi tiếng, thương hiệu này cực kỳ nổi tiếng. Famidor Pháp ha, cực kỳ nổi tiếng luôn đó. Và cối sinh tồn là như thế nào, em sẽ cho anh coi cối sinh tồn là như thế nào ha. Cái này là hồi xưa họ dành cho những người quân nhân, những người mà lính đi rừng á, họ xài, họ ở trong rừng á, họ xài, họ không có nhiên liệu đốt, họ chỉ cần có đá thôi là họ đốt được ha. Anh kéo cái này lên nè, đó này, đây kéo kéo cái sinh tồn này lên, xong bật đợt, bật đá, đợt đá khi nào cái sinh tồn này nó cháy thì mình ngúng vô lá cây đồ đó đó, thấy không, đây là cái sinh tồn này đó. Bật khi nào cái sinh tồn này nó bén lửa là mình ngúng vô lá cây đồ đó. Còn mấy anh mà muốn xài mà bây giờ mà mới muốn mà xuống muốn cháy liền thì mình đổ chan xăng vô ha. Cái này là em đang nói về giá trị sưu tập á,
là hồi giá cố sinh tồn là sao, là hồi xưa họ dùng để họ đốt như vậy đó, là họ bật, họ chỉ dùng đá thôi, họ chỉ cháy bằng đá thôi, và mình sẹt như vậy nè. Khi nào cái cây sinh tồn này nó đỏ lên sẽ hơi lâu, sẽ rất là lâu chứ không có mau đâu, tại vì sinh tồn mà, sinh tồn là sống chết lắm anh, cho nên là phải kiên nhẫn ha. Đó, khi nào mà nó cháy cái này nè, thổi đỏ lên xong thổi đó, cho nên nó hơi lâu ha, làm nếu mà trời nó cháy được sẽ rất là lâu, sẽ dài clip lắm, cho nên làm anh nào mà muốn xài được liền thì anh đổ xăng trực tiếp vô ha. Đây, đổ xăng trực tiếp vô đây, đổ xăng trực tiếp, cái sinh tồn nó nhiều lắm anh, đổ xăng trực tiếp vô đây, ý là em ví dụ thôi á, em chích miếng cho anh coi thôi á. Đó, nó cháy như vậy nè, hiểu không? Nhưng mà sinh tồn là mình không có cần cái sinh, cái mục đích sản xuất ra cái cây này hồi xưa là họ là mục đích sản xuất ra là sinh tồn, là không có phải là dùng xăng, không dùng nhiên liệu đốt ha. Nhiên liệu đốt là nó đốt là do em cho em chích vô, em chích vô cho mình coi á. Còn 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 cái này là đúng ra là không dùng nhiên liệu đốt nha, trên cần của nó cũng có mọc luôn nè. Đó, nhìn bánh xe của nó nè, bánh xe đặc trưng của Famidor với là của Myon đó. Là mình cứ bật hoài như vậy. Nè. Mình cứ bật hoài như vậy nè, khi nào nó bén cái sinh tồn này là mình bỏ vô lá cây rồi nó ngún, gọi là nó ngún lửa đó, anh ngún lửa giống như là hồi xưa mình xẹt đá vậy đó, mình dùng hai cục đá mình xẹt với nhau thì sinh tồn nó như vậy, nó bật nó sẽ hơi lâu á, clip làm nó sẽ hơi bị dài á. Em bật nãy giờ mà cũng hết 3 phút rồi đó. Cái clip dài 3 4 phút rồi, dài quá, dài dòng văn tự quá. Kéo xuống lại. Dài dòng văn tự quá. Đó, nó như vậy. Cây này còn rất là đẹp, siêu đẹp ha. Còn rất là đẹp luôn. So với thuốc cho mình dành cho cây đẹp lắm. Hiếm cái lần đầu tiên em săn được cây sinh tồn này luôn á, thường cái sinh tồn nó nhỏ xíu như vậy nè, cây sinh tồn này nó to, chất rất là chất ha.